Đồng chí xúc xích say xe vào đây đường ổ gà nhiều quá. Thầy ơi, thường quá, đang bị say xe hả? Xin chào các bác nha. Hôm nay lại cuối tuần dẫn các bác đi câu cá. Thì điểm câu hôm nay là một cái hồ rất là đẹp và rộng, mênh mông. Cái hồ bán tự nhiên. Cái hồ này là có một chú em tôi giới thiệu đây. Thì cái hồ này là người ta lấy là 50.000 một ngày. Đấy, được bao nhiêu cá mang về hết. Đấy, cái hồ nó ở bên chỗ cái lò gạch kia, cái ống khói kìa. Ở đây là xung quanh đều là cái cánh đồng. Tôi đi rất là lòng vòng vào đến đây. Đường nhỏ thì nói chung là đường nhỏ. Cái đường này nói chung là đi ô tô rất là khó vào. Vào đây chúng ta lên đi xe máy rồi. Đấy, kia đang có rất nhiều cần thủ đang ngồi câu. Bây giờ tôi sẽ bê đồ vào lại nhá. Ra lên bên kia. Đây có rất nhiều các hồ khác nhau. Xích đâu? Xích ơi. Xích. Xích. Ông con này nó lên nó xuống đây nó lùa vịt rồi. Đấy các bác, nó vừa mới xuống chạy như con trâu đầm rồi. Đấy, nó vừa mới lùa 5-6 con vịt kìa. Còn điên lại. Con này là giống chó là săn thỏ. Nó rất thích săn bắt. Ngoài ra thấy mấy con vịt nó vừa mới săn xong. Điệt. Người lại như trâu đầm vừa tắm xong. Ôi trời ơi. Mệt mỏi. Đi lên đây. Hả? Bắt đi. Con này là giống săn thỏ. Nó không phải giống vịt cút nhỉ? Không, con này là giống lạp xưởng. Xích ơi, lại đây, lại đây. Anh em chọn chỗ đi, ngồi đây thì ngồi. Bên này thì hơi sâu này. Hồ rộng nhỉ? Đâu, chỗ nào sâu? Bên này sâu. Thôi ngồi chỗ này nó cũng được. Có kiểu gì vẫn nhưng kiểu gì có cạnh ấy. À. Có xung quanh bờ thì nó rộng hơn. Xúc xích, lại đây. Ngồi chỗ cái xe kia được kìa. Dạ vâng. Xích ơi. Đây. Xích. Hôm nay là vừa mới ra được gần một tiếng thì lại tôi có việc gấp lại phải về ngay các bác ạ, nên là không câu tiếp được. Xúc xích. Trời ơi. Lại xuống kia đầm rồi. Đi lên. Úi trời ơi. Hôm nay là đến đây là chia sẻ với các bác một cái hồ gần như là tự nhiên. Ở đây thì là 50.000 chúng ta câu cả ngày. Có các dịch vụ ăn uống, chủ hồ hình như là cũng nấu cho các bác. Đấy, rất nhiều hồ. Kia hôm nay có một đội mấy anh em đang ngồi kìa. Nên tôi hôm nay đáng lẽ là không ở lại thì cũng ngồi uống rượu các anh đấy. Nhưng hôm nay là đang có việc gấp nên phải về luôn. Vừa mới ra được gần một tiếng. Chuẩn bị đồ chứ xong lại phải về. Cái ông này mệt quá.
ướt hết rồi. Đi ra đây. Ra đây, đây, rút ra đây. Rút ra đây. Bẩn như cái cục đất này. Đấy. Bơi đi, chết rét chưa? Đấy. Thích bơi à? Thấy vịt là đuổi. Ối lại ốm nha. Đây có một cái hồ đó. Đây này. Ngày xưa chắc là khu lò gạch. Đi quay lại. Quay lại. Cho mày ở đây bây giờ. Tôi xin chào các bác và hẹn các bác. Lần tới tôi sẽ quay lại đây câu vậy. Hôm nay là có việc rồi. Không. Nên là phải về ngay, không ở lại câu được. Rất là tiếc, vừa mới xả mồi xong được lúc. Còn lại con này nữa. Tối này ốm nhá.